Là một cái bản tin là coi như là một trong những cái mới nhất của những người mà coi như là di dân bất hợp pháp để mà có thể bằng cách để mà vào được Hoa Kỳ. Thì tại Mexico có hàng chục người di cư không có giấy tờ tại thành phố Tapachula đã tự quyết định là khâu miệng của mình để gây sức ép đối với chính quyền để cho phép họ có thể tới được biên giới của Hoa Kỳ. Và đây là một trong những cái nhóm người đến từ miền Trung và phía Nam của Hoa Kỳ đã tập trung vào thành phố ở đây, phía Nam của Mexico, và đã giúp nhau để mà khâu miệng nhau bằng kim và chỉ cứng, chỉ để lại một cái khoảng trống đủ nhỏ để có thể ăn và uống nước và tự dùng cồn để mà thấm tất cả những cái vết máu mà khâu trên miệng. Thì đây là một trong những cái hành động coi như là cũng kinh khủng lắm. Và theo như một cái nhà hoạt động có mặt tại cái sự kiện đã diễn ra ở biên giới của phía Nam Mexico đã cho biết, họ lên tiếng, họ phản đối bằng cách là họ khâu miệng là như vậy, để họ thấy rằng là họ đang bị chảy máu cho những chính quyền của phía Mexico đã thấy, và cho biết rằng là họ cũng là con người để họ gây sức ép với chính quyền của Mexico có thể cho họ vượt qua cái biên giới đến với Hoa Kỳ. Và trong số này thì có những người đem con nhỏ của mình để mà cũng biểu tình khâu miệng của con mình để gây sức ép đối với họ chính quyền của thành phố Tapachula luôn. Và tại đây thì có rất là nhiều, cả hàng ngàn người đang chờ đợi để mà có thể giúp họ đi qua khỏi Mexico, qua đến biên giới của Hoa Kỳ mà thuộc về phía Bắc. Thì theo như một cái người di cư đến từ tiểu bang Virginia và Venezuela, thì cô cho biết rằng là cô đang chờ những cái phản ứng từ cái cơ quan của Mexico này trong vòng một tháng, nhưng hiện tại vẫn chưa có kết quả. Thì theo như cơ quan di trú của Mexico nói rằng là vẫn chưa đưa ra những cái lời bình luận này, khi mà đã thấy rằng là một cái nhóm đã tự khâu miệng của mình để gây sức ép. Nhưng mà họ cũng cho biết rằng là cũng đã nhận được hơn cả 100 cái lá đơn để mà xin di cư mỗi ngày tại cái sở di trú của Mexico. Thì chúng ta cũng đã thấy rằng là cái vấn đề mà những người di cư luôn muốn tràn qua cái biên giới, bắt đầu từ phía Trung Nam của Mỹ để mà qua bằng con đường của Mexico để mà tràn vào biên giới của Hoa Kỳ luôn càng ngày càng đông. Đây là một trong những cái áp lực của chính quyền hiện tại của đất nước Hoa Kỳ, và Mexico cũng đã có một cái thỏa thuận với lại Hoa Kỳ và nhằm ngăn chặn lại ngay từ cái cửa ngõ biên giới của Mexico. Thì hy vọng với những cái biện pháp cứng rắn như vậy thì sẽ không có những cái người di cư mà có thể tràn qua được cái biên giới của Hoa Kỳ. Nhưng mà nói vậy thôi chứ cũng chưa biết được sự việc sẽ diễn ra như thế nào. Thì chúng tôi sẽ theo dõi và tiếp tục cập nhật cho quý vị.